Rồi anh em, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em về cái sản phẩm đó dành cho anh em hệ chơi hệ quay rim nha. Anh em chơi hệ rim sẽ rất là hot trong thời gian tới đó nha anh em. Trước màn hình anh em đang nhìn thấy là cái sản phẩm đó là một cái nòng đồ chơi của Indo nha anh em. Nòng đồ chơi của Indo, nòng rim Indo đồ chơi cháy 57 nha anh em, lồng đốt cháy 57 nha. Có nghĩa là cái lồng này là cái lỗ 57 ly standard và vẫn là xài bù rong zin nha anh em. Có nghĩa là anh em mua về là xài bù rong zin, xài bù rong zin nha anh em. Mình đo cái này là mình sẽ biết là cái lồng này nó xài bù rong zin hay là bù rong dời nha anh em. Lồng này mình sẽ xài bù rong zin nha, xài bù rong zin không cần dời. Lồng này lồng dài 69 nha anh em, lồng dài 69, lồng dài 69 nha. Đó, anh em về gắn là xài đi sinh cam 84, này lồng đúc 100%, và đặc biệt lồng này là đi lỗ sơ mi trái 57 nha anh em, anh em về chơi trái 57 nha, 57, cái hại trái 57 thì hại máy quay rim trái 57 của lồng zin đó, ở thị trường Malaysia là Indo nó chơi nhiều lắm, ở Việt Nam mình thì chưa có thấy ai làm, hoặc là chỉ có mình em làm mấy cái clip mà nói về mấy cái lồng này thôi, tại vì lồng này mình đặt tự bản về nha anh em. Semi lưng hoài là 595 ha, còn cái lóc mình này mình có thể thể sổ lên tới 60-65 được, bình thường thoải mái. 57 không vừa bù rong nha, 57 bù rong zin, 57 bù rong zin. Con này trong đây cái lỗ nó là 57 nha anh em, lồng 57. 57 tăng đa nha, 57 tăng đa đó. Thì hiện tại là mình có về vài cái lồng này đó, về mình có vài cái lồng rim trái 57 nha. Thì mình chỉ về vỏ lồng thôi, còn trái thì dễ nha anh em, trái 57 thì nó tương đương lại cái trái 56 có tứ, còn tùy theo anh em muốn về đi ắt 13-14 giờ mình vô ha. Thì mình có vài cái hàng nhập chính hãng từ đồ chơi Indo nha anh em. Một cái vỏ lồng này mình bán giá cho anh em trải nghiệm chơi 450 cho cái vỏ lồng trái 57, chỉ vỏ lồng thôi nha anh em, chưa trái nha, vỏ lồng chưa trái. Anh em về muốn mua trái gì vô thì cứ vô thoải mái, mình cứ mua trái 56 có tứ là nó sẽ vô được trái 57 nha, rất là đẹp nha anh em, lồng đúc 100%, 57 bù rong zin. Thì thường thường nếu mình làm cái trái mà 57 vậy á thì mình nói chung là làm độ thì mình đừng có quan tâm, mà phải gắn đủ hạt gôn. Nói chung nói với cái máy này anh em thấy không, tại vì đã ăn gian hết cỡ rồi, anh em thấy cái lỗ bù rong này không, nó sát nhíp hết. Thì khi mình ráp thì chỉ xài một con hạt gôn này thôi nè anh em thấy không, nó đã làm cho mình con hạt gôn, xài con hạt gôn dữ thôi. Và trên cái phần kết nối cụm bi lát á thì cũng xài có một con acro thôi anh em, con này thì nó quá sát rồi anh em thấy không, nó rất là sát vô cái gần cái niềng này rồi, thì mình nếu mình khoan acro nó chạy nó sẽ bị đặt ron. Nói chung là vẫn đảm bảo ok cho anh em chơi. Rồi một cái vỏ nòng rim lỗ 57 này mình bán với giá là 450, hàng nhập chính hãng từ Indo về nha anh em. Lồng đồ chơi nhìn rất là xịn sò nha. Anh em nào chơi alo em, mình có vài cái thôi. Nói chung mình thấy đồ nào độc lạ mình đặt hàng về mình phục vụ anh em.